Tatsuki cho biết trong mơ cô thường thấy có xuất hiện một ông lão bí ẩn chỉ cho cô thấy những đại nạn sẽ xảy ra và dường như đều đã trở thành sự thực. Sau đó, trong cuốn truyện tranh Tương lai mà tôi nhìn thấy xuất bản năm 1999, cô đã ghi lại 15 giấc mơ báo trước tương lai trong thời gian từ năm 1985 tới năm 1999. Điều kinh ngạc là các giấc mộng này đều lần lượt trở thành sự thật và hiện tại đã có 12,5 giấc mơ ứng nghiệm, bao gồm động đất 11 tháng 3 ở Nhật Bản, động đất và sóng thần Tohoku năm 2011, trận động đất Hanshin ở Nhật Bản và sự bùng phát đại dịch toàn cầu viêm phổi Vũ Hán vào năm 2020. Trong số những tiên tri đó, còn lại 2,5 dự đoán chưa ứng nghiệm, sóng thần Yokohama bùng phát núi lửa phố sĩ và dịch bệnh 10 năm quay trở lại. Và rất có thể chúng sẽ xảy ra trong tương lai. Tháng 7 năm 1999, khi cuốn truyện tranh Tương lai mà tôi nhìn thấy vừa được phát hành tại Nhật Bản, dường như không gây được sự chú ý, không ai quan tâm tới. Cho tới ngày 11 tháng 3 năm 2011, Nhật Bản xảy ra trận động đất 311 với cường độ 9 độ Richter. Trong hoảng loạn mới có người nhớ tới cuốn truyện tranh xuất bản 12 năm trước. Hóa ra đã dự báo trước thảm họa này, hơn nữa còn chính xác tới tư từng chi tiết nhỏ. Cuốn sách truyện đó chính là cuốn Tương lai mà tôi nhìn thấy. Từ đó cuốn truyện tranh của tasuki trở thành một hiện tượng nổi tiếng. Rất nhiều người bắt đầu đi sâu vào tìm hiểu và nghiên cứu những tiên tri trong cuốn sách câu chuyện của tương lai tôi nhìn thấy thường tập trung vào các sự kiện tiên tri liên quan đến tương lai thường là những biến cố lớn hoặc thay đổi quan trọng trong xã hội và thế giới một trong những câu chuyện và tiên tri trong tương lai tôi nhìn thấy đó chính là trận sóng thần cực lớn năm 2025. Trận sóng thần cực lớn năm 2025 là một trong những tiên tri đáng sợ nhất trong câu chuyện được dự báo là một điểm quyết định nơi mà những biến động lớn sẽ diễn ra và gây ra những hậu quả không thể lường trước. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiên tri về trận sóng thần năm 2025 trong cuốn truyện tranh Tương Lai Tôi Nhìn Thấy và tác giả của cuốn truyện tranh là ai. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tiên tri truyện tranh sóng thần thảm khốc năm 2025, rộng xuất hiện xảy ra tai họa lớn. Từ khi nổi tiếng với cuốn truyện tranh tiên tri, tác giả Tatsuki chưa từng công bố thân phận thật. Chỉ tới lần tái bản cuốn sách mới đây, cô đã có tiết lộ một chút thông tin hiếm hoi về bản thân. Cô cho biết mình sinh ngày 2 tháng 12 năm 1954 tại tỉnh Kanagawa, hiện tại đang sống ở Yokohama. Từ nhỏ, cũng giống như bao đứa trẻ khác, cô rất yêu thích vẽ hát, nhưng không có gì tài giỏi nổi bật. Duy nhất có một điều khác biệt đó là từ năm 9 tuổi trở đi, trong mơ cô luôn thấy một ông lão. Tatsuki mô tả, ông lão thường xuất hiện trong giấc mơ của cô, trông vô cùng hiền từ. Tóc ông bạc phơ và đã kể cho ông rất nhiều chuyện trong đó gồm cả những đại tai nạn mà cô nhìn thấy trong mơ đều do ông lão cho cô xem. Năm 1975, Tatsuki mới bước vào xã hội. dựa vào đam mê hội họa, nên cô quyết định dấn thân vào lĩnh vực sáng tác truyện tranh và đã liên tục xuất bản nhiều cuốn truyện tranh. Tới ngày 4 tháng 11 năm 1976, cuộc đời cô bước sang một chuyển biến quan trọng. Năm đó, cô đã có giấc mơ tiên tri đầu tiên trong đời. Trong mơ cô thấy giọng ca chính của nhóm nhạc quyên là Mercury đột nhiên qua đời. Vì trước đó, Tatsuki chưa từng có giấc mơ nào liên quan tới tiên tri. Nên cô cũng không để tâm tới giấc mơ này. May thay, cô lại có thói quen viết nhật ký. Cô đã sử dụng hình thức vẽ truyện tranh để ghi lại giấc mộng này lưu vào trong nhật ký. 15 năm sau, vào ngày 24 tháng 11 năm 1991, truyền thông bùng nổ thông tin ngôi sao Febri đột nhiên qua đời. Khi đọc được thông tin này, Tatsuki vô cùng kinh ngạc, bởi vì thông tin trước mắt cô không chỉ giống với giấc mơ của mình, mà tới cả cách dùng từ trong bài báo đưa tin cũng giống hệt như trong mơ của cô. Cô lập tức giờ cuốn nhật ký của mình. Điều kinh hãi hơn nữa là trong cuốn nhật ký ghi rõ ngày mà cô có giấc mơ đó, vào 15 năm trước, trùng đúng vào ngày người ca sĩ này qua đời. Thậm chí, khi đó cô còn mơ thấy có người làm phim tư liệu để tưởng nhớ ngôi sao này. Và sau đó, sự việc này quả thực đã xảy ra. Trong cuốn sách mới Tây Ban vừa qua, Tatsuki đặc biệt đề cập, mặc dù sự qua đời của Freddy khiến cô vô cùng kinh ngạc, nhưng cô liên tục thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là trùng hợp. Cô cũng không thể ngờ được đây mới chỉ là bắt đầu. Nguồn gốc tương lai tôi nhìn thấy được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1999. Tác giả là Tatsuki. Sau khi cuốn sách được xuất bản, tác giả đã hoàn toàn gác bút và rời khỏi giới viết truyện tranh. Hoạt hình Nhật Bản là một nền công nghiệp rất trưởng thành và phát triển. Hàng năm có một số lượng lớn các tác phẩm mới ra đời. Áp lực cạnh tranh cũng rất lớn. Tatsuki đã tiếp xúc với vẽ truyện tranh năm 17 tuổi và cần cù sáng tạo hơn 20 năm nhưng tác giả không am hiểu lối cấu tứ sáng tạo không có tiếng tăm gì và cuối cùng đã quyết định không vẽ nữa ngay cả tác phẩm khép lại tương lai tôi nhìn thấy năm đó cũng bán rất kém nên trên thị trường xuất hiện khá ít trong cuốn truyện tranh này tatsuki viết rằng bản thân mình có một khả năng đặc biệt có thể đoán trước được tương lai thông qua những giấc mơ trên bìa truyện tranh, tác giả cũng liệt kê một số lời tin chi, tuy nhiên trong hoàn cảnh thời đó không ai để ý tới chuyện này. Tuy nhiên, kể cả bản thân Tatsuki không thể nghĩ rằng sau hơn chục năm im hơi lặng tiếng, bộ truyện tranh này bỗng nhiên trở nên nổi tiếng. Vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, lúc 14 giờ 46 phút 21 giây theo giờ địa phương ở Nhật Bản, một trận động đất mạnh 9 độ Richter đã xảy ra tại khu vực biển Thái Bình Dương ở đông bắc Nhật Bản. Đây là trận động đất lớn thứ năm trên thế giới, gây ra sóng thần cao 23 mét và khiến nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị dò dỉ. Theo thống kê của Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, trận động đất đã khiến 18.430 người thiệt mạng hoặc mất tích. Khi trận động đất lớn đi qua, người dân mới tình cờ phát hiện ra rằng thảm họa lớn này đã được dự báo từ lâu bìa của truyện tranh tương lai tôi nhìn thấy có nội dung thảm họa lớn tháng 3 năm 2011 và trong đó cũng miêu tả cảnh tượng của một trận sóng thần. Lẽ nào tác giả Tatsuki biết trước được sẽ xảy ra trận động đất 311? Nhiều người muốn biết tác giả đã đưa ra dự đoán gì với hy vọng tìm ra manh mối và tránh được những thảm họa trong tương lai. Một giai đoạn thời gian, tương lai tôi thấy đã trở thành tâm điểm chú ý. Ai cũng muốn mua về đọc nhưng trong những năm mới xuất bản bộ truyện tranh này có doanh số bán hàng khá ảm đạm, số lượng bản in có hạn nên nó khá hiếm trên thị trường. Thậm chí trên thị trường đấu giá nó còn được bán với giá 100.000 yên. Nhưng cho đến thời điểm này, người ta không biết tác giả này là ai, là đàn ông hay đàn bà, vì tên Tatsuki chỉ là một bút xanh, và khi tác giả rút lui cũng không được nhiều người biết đến. Khi có lợi nhuận và sơ hở có thể tận dụng được thì gian lận xuất hiện một người tự xưng là Tatsuki bắt đầu tiếp cận tạp chí để phỏng vấn độc quyền và đưa ra nhiều dự đoán sai lầm, chẳng hạn như núi phụ sĩ phun trào vào tháng 8 năm 2021. Ngoài ra, trên Internet còn nói rằng năm 1995 đã có dự đoán rằng sẽ có một loại virus ở Nhật Bản vào năm 2020 và nó sẽ quay trở lại sau 10 năm nữa, là một dự ngôn giả sau đó, ngay cả không giờ vàng của đài truyền hình cũng mời người này làm các tiết mục và anh ta thậm chí còn khoe khoang chuẩn bị cho ra mắt một bộ truyện tranh tiên tri mới. Đúng lúc này, Tatsuki thực sự xuất hiện. Theo lời giới thiệu của Tatsuki, cuộc sống của bà rất truyền thống và đơn giản. Không lên Internet, cũng không sử dụng điện thoại thông minh nhiều nên không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó. Sau đó, sự việc ngày càng tệ hơn và các cháu trai cháu gái của bà đề cập đến chuyện này bà đã rất ngạc nhiên và cảm thấy cần phải làm rõ và đưa ra cách giải thích mới về lời tiên tri của mình. Vì vậy, vào năm 2021, Tatsuki đã hợp tác với nhà xuất bản Asuka để sản xuất toàn tập về tương lai mà tôi thấy. Nếu chúng ta nhìn vào bia của hai phiên bản truyện tranh này, sẽ thấy một số điểm khác biệt. Tại sao chúng lại được thiết kế theo cách này? Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu về giấc mơ tiên tri của Tatsuki. Nhật ký giấc mơ nhiều người trong chúng ta khi đi ngủ vào buổi tối sẽ có những giấc mơ và nhiều giấc mơ trong đó khá mơ hồ khó hiểu thậm chí ngay sau khi thức dậy chúng ta quên luôn tuy nhiên những giấc mơ của tatsuki rất đặc biệt những giấc mơ của bà thường rõ ràng và chân thực sau khi bà tỉnh dậy chúng rất sống động trong tâm trí bà một số giấc mơ thậm chí còn lặp lại một mặt bà cảm thấy những giấc mơ của mình rất đặc biệt Mặt khác, để tìm tư liệu cho chuyện tranh của mình, Tatsuki bắt đầu tìm một cuốn sổ để ghi lại những giấc mơ của mình và đặt tên nó là Nhật ký giấc mơ. Có người ngạc nhiên hỏi tại sao cuốn nhật ký của bà dày như vậy. Nguyên là bất cứ khi nào giấc mơ của Tatsuki ứng nghiệm, bà sẽ cắt các bài báo đưa tin và kẹp chúng vào nhật ký của mình. Có thể thấy giấc mơ tiên tri của Tatsuki thực sự không phải là thổi phồng. Vậy, những giấc mơ tiên tri này có gì đặc biệt Tatsuki nói rằng có một loại giấc mơ rất rõ ràng. Ví dụ, vào ngày 24 tháng 11 năm 1976, bà mơ thấy tin tức về Freddie Mercury, ca sĩ chính của ban nhạc rock Queen nổi tiếng của nước Anh, qua đời vì một căn bệnh truyền nhiễm. Vào ngày 28 tháng 11 năm 1986, bà lại mơ thấy ban nhạc Queen. Các bức tượng đồng của tất cả các thành viên đều ở đó, ngoại trừ ca sĩ chính kết quả là ngày 24 tháng 11 năm 1991, báo chí đưa tin Freddy chết vì bệnh viêm phế quản phổi do S. Có một loại giấc mơ mang tính biểu tượng khác, ngay cả bản thân Tatsuki lúc đó cũng không biết giải thích nó như thế nào. Chỉ sau khi sự việc xảy ra, bà mới biết rằng hóa ra nó là như vậy. Ví dụ, bà đã có một giấc mơ kỳ lạ vào ngày 27 tháng 8 năm 1989. Bà cảm thấy mình đang ở trong một ngọn đồi với một hang động giống như một đường hầm trước mặt hang động trông rất tối và bà đang ngồi trên mặt đất. Sau đó, bà nhìn thấy một người phụ nữ trong bộ váy mùa hè màu xanh nhạt đang đứng trên đôi chân trần ở bên cạnh bà. Nhưng Tatsuki không thể nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ. Người phụ nữ dường như đang nói điều gì đó, nhưng Tatsuki nghe không rõ. Sau giấc mơ này, một ngày nọ Tatsuki đến một công viên ở Yokohama để tìm cảm hứng cho một ý tưởng bất chợt. Mặc dù sống ở Yokohama, nhưng bà chưa bao giờ đến đó kết quả là trong công viên đó, bà đã nhìn thấy hang động trong mơ của mình. Điều này đã rất kỳ lạ rồi, nhưng một bản tin một tuần sau đó khiến Tatsuki còn sốc hơn nữa. Theo các bản tin, một phụ nữ trẻ đã chết trong hang động, quần áo và các đặc điểm của nạn nhân được tiết lộ giống hệt như trong giấc mơ của Tatsuki. Khi nói đến những giấc mơ tiên tri, mọi người thường quan tâm đến thời gian, Tatsuki nhận thấy rằng những giấc mơ tiên tri của bà cũng rất đều đặn về mặt thời gian. Nếu trong giấc mơ không có thời gian xác định thì thông thường nó sẽ ứng nghiệm vào ngày của giấc mơ đầu tiên cộng với bội số của 5 năm, 10 năm, 15 năm, vân vân. Ví dụ như cái chết của ca sĩ chính của ban nhạc Queen xảy ra 15 năm sau giấc mơ tiên tri. Ngoài ra, Tatsuki đã mơ thấy công nương Diana của Vương quốc Anh vào ngày 31 tháng 8 năm 1992. Kết quả là 5 năm sau, vào ngày 31 tháng 8 năm 1997, công nương Diana qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở Paris. Tuy nhiên, nếu trong mơ bà mơ tới một thời gian cụ thể thì chủ yếu sẽ xảy ra theo thời gian trong giấc mơ. Tatsuki cũng nhận thấy rằng mọi người thường nói rằng những giấc mơ khi nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa. Điều đó là sai những gì nên xảy ra sẽ luôn xảy ra cho dù nó được nói ra hay không ngoài ra nếu một cảnh nào đó xuất hiện lặp đi lặp lại trong giấc mơ đó là một dấu hiệu nhắc nhở bạn phải tìm đến nơi này khi đến đó giấc mơ sẽ không còn xuất hiện nữa tatsuki cho biết bà không phải là người duy nhất có khả năng tiên đoán giấc mơ nhiều người cũng làm được chỉ là bà không nhớ được mà thôi một số người có trải nghiệm như lần đầu tiên họ đến một nơi nào đó để làm việc gì đó nhưng họ lại cảm thấy rất rõ ràng bản thân đã đến đây và làm những điều y như vậy đây có thể là xuyên việt thời không trong giấc mơ họ thực sự đã xem trước được tương lai trận sóng thần lớn nhật ký giấc mơ của tatsuki ghi lại giấc mơ trong nhiều năm của bà nhưng trong tương lai tôi nhìn thấy bà lại chỉ vẽ hơn chục giấc mơ trong số đó tại sao Bà nói rằng một số giấc mơ chỉ là một số cảnh, một số manh mối rời rạc, không thể tạo thành cốt truyện. Vì vậy bà chỉ chọn và đề cập một số, ví dụ thảm họa lớn tháng 3 năm 2011 xuất hiện trên trang bìa. Vì Tatsuki đã vẽ một giấc mơ tiên tri về một trận sóng thần trong truyện tranh, vì vậy khi ngoại giới giải thích nó cho rằng điều này tượng trưng trận động đất 311 ở Nhật Bản gây ra sóng thần, nhưng chính Tatsuki nói rằng sóng thần không liên quan gì đến trận động đất 311 ở Nhật Bản. Trận sóng thần kinh hoàng này có thời gian khác. Tatsuki nói rằng bà đã mơ thấy sóng thần từ khi còn tuổi thiếu niên, một lần bị sóng đánh thức, cảm giác hồi hộp rất thật và rõ nét, không thể nào quên được. Trong giấc mơ với cơn sóng thần, Tatsuki cảm thấy khắp nơi đều có động đất, nước biển đột nhiên biến mất, sau đó là tiếng gầm rú giống như tiếng máy bay như là từ mặt đất truyền tới, càng ngày càng gần, cuối cùng là tiếng gầm lớn xuất hiện. Lúc này Tatsuki tỉnh dậy khỏi giấc mơ, hóa ra chỉ là một giấc mơ trong một giấc mơ. Bà nghe thấy mọi người chạy xung quanh và nhìn đồng hồ, nó chỉ đã khoảng 5 giờ. Ra khỏi cửa, bà thấy cảnh phố xá rất lạ, con đường đã không còn và ba chiếc thuyền thậm chí còn xuất hiện trước cây cầu dành cho người đi bộ. Sau đó bà thực sự tỉnh dậy sau giấc mơ của mình. Khi Tatsuki có giấc mơ này, vào năm 1981, bà chưa bao giờ nhìn thấy cây cầu dành cho người đi bộ, nhưng sau đó đã tìm thấy một nơi rất giống. Đó là cây cầu vượt mới được xây dựng trước ga Yokohama Isoko. Hãy so sánh xem nó có giống với trong truyện tranh không. Hơn nữa, cạnh ra Isoko còn có cảng và thực sự đã có trận sóng thần lớn. Nước biển tràn vào, có thuyền đậu ở đây cũng không phải kỳ lạ. Còn về thời gian, Tatsuki nói rằng bà đang mặc quần áo ngắn tay mùa hè trong giấc mơ về sóng thần. Và trong một giấc mơ khác, bà mơ rằng sẽ có một thảm họa toàn cầu vào năm 2025 và trái đất căn cỗi và nứt nẻ sẽ đột nhiên nứt ra. Vào năm 2021, giấc mơ của Tatsuki rõ ràng hơn, đó là tháng 7 năm 2025. Trong giấc mơ, bà từ trên trời nhìn xuống trái đất khi đáy biển giữa Nhật Bản và Philippines bị nứt ra và có thứ gì đó phun trào. Những con sóng khổng lồ lan ra mọi hướng và các quốc gia xung quanh Thái Bình Dương đã phải hứng chịu một cơn sóng thần cao gấp 3 lần sóng thần do trận động đất 311 gây ra và dường như vỏ trái đất đã thay đổi do thảm họa này. Trong giấc mơ của Tatsuki, bà thấy rằng từ Hồng Kông đến Đài Loan đến tận Philippines, nó đã trở thành một trạng thái giáp danh với nhau. Khi kết hợp những giấc mơ này, Tatsuki tự giải thích rằng một thảm họa toàn cầu sẽ xảy ra vào tháng 7 năm 2025, gây ra một cơn sóng thần lớn. Nói về điều này, Tatsuki đã từng có một giấc mơ liên quan đến đám tang của chính mình, trong đó mọi người đến dự đám tang của bà. Mặc dù không rõ ngày chính xác, nhưng ngày đó rõ ràng là ngày 15 tháng 7 bản thân bản nói rằng cô không biết liệu có liên quan đến thảm họa hay không một tương lai khác tiếp theo đề cập đến bìa chuyện của bộ truyện tranh này có người nói rằng có một câu nói trong truyện tranh nhật bản được gọi là quy tắc mắt trái và mắt phải mắt trái đại diện cho quá khứ và mắt phải đại diện cho tương lai cô gái nhỏ trên trang bìa lấy tay che mắt trái chỉ để hở mắt phải Nước mắt chảy dài, ngụ ý rằng cô đã nhìn thấy một tương lai bi thảm, và sau khi quan sát cẩn thận, cô gái nhỏ cau mày, khóe miệng cụp xuống, thực sự thể hiện nội tâm buồn bã. Đó là năm 1999 và như người có hiểu biết về các lời tiên tri nên nhớ rằng, nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp Nostradamus đã đưa ra một lời tiên tri chi, chi tiết cho năm này. Ông viết tháng 7 năm 1999 để hồi sinh vua Angola, kẻ khủng bố sẽ từ trên trời giáng xuống. Trong thời gian này, Mars sẽ thống trị thế giới. Mặc dù Nostradamus chưa bao giờ nói rằng đây là một lời tiên tri về ngày tận thế, nhưng mọi người luôn tin rằng bài thơ tiên tri này báo trước sự diệt vong của loài người. Mặc dù Tatsuki có thể không đồng ý với ngày tận thế, nhưng dù sao, bà cũng nhìn thấy cuộc sống của con người sau năm 1999. Nhưng lúc đó, bà rất đau đớn về thể xác và tinh thần, và trở nên bi quan và tuyệt vọng về tương lai của con người. Đối với trang bìa của ấn phẩm mới, đôi mắt cô gái nhỏ không còn dưa lệ, lông mày không còn nhíu lại, thậm chí khóe miệng còn hơi nhếch lên tatsuki cho biết mặc dù vẫn còn rất nhiều vấn đề nhưng bà cảm thấy mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt cô thấy rằng sau thảm họa sóng thần có một thế giới mới một tương lai tươi sáng hơn trạng thái của toàn bộ trái đất của tất cả loài người là tươi sáng và sống động tatsuki nói rằng cô cảm thấy rằng đó là kỷ nguyên của trái tim và việc thanh lọc tâm và linh hồn sắp diễn ra thực tế cái gọi là thảm họa ngày tận thế không ám chỉ ngày tận thế của loài người nhiều lời tiên tri xuất phát từ sự khải thị của thần. Mục đích là cảnh báo con người nhân thế để con người kịp thời suy xét lại bản thân, quy phạm đạo đức tu dưỡng tính cách, cuối cùng đạt được hiệu quả gặp lành tránh dữ. Tai họa thảm khốc, biến động kinh hoàng. Thời gian trôi qua, mọi người phát hiện ra những lời tiên tri trong cuốn truyện dần dần đều ứng nghiệm. Khi cuốn chuyện này trở nên nổi tiếng, rất nhiều người tò mò về việc làm thế nào tác giả Tatsuki có thể đưa ra dự báo chính xác cho tương lai đến thế. Nhưng cô chưa bao giờ công khai thân phận thật của mình. Ngay cả cái tên Tatsuki cũng chỉ là bút xanh, không phải tên thật của tác giả. Điều này lại càng làm cho sự việc trở nên vô cùng bí ẩn. Sau khi xuất bản cuốn truyện tranh vào năm 1999, tác giả Tatsuki cũng chưa bao giờ công khai lộ diện hoặc phát ngôn. Sau 22 năm im lặng vào đầu tháng 10 năm nay, tác giả Tatsuki lại một lần nữa xuất hiện một cách bí ẩn và tái bản cuốn truyện tranh tiên tri. Cuốn truyện tranh phiên bản mới nhanh chóng đứng đầu danh sách những cuốn sách bán chạy nhất ở Nhật Bản. Trong cuốn sách tái bản lần này, tác giả Tatsuki đã đưa thêm vào một giấc mơ tiên tri mới ở giấc mơ này cô nhìn thấy tương lai không xa sẽ có một trận sóng thần cực lớn. Bàn khối đại lục sẽ xảy ra biến động lớn. Đáy biển sẽ dâng lên một đại lục mới kết nối Nhật Bản, Đài Loan, Philippines lại thành một khối. Sau khi đọc tiên tri mới được thêm vào này, nhiều người cảm thấy vô cùng kinh sốc. Nhưng căn cứ vào cuốn truyện tranh tiên tri tương lai mà tôi nhìn thấy này lại khiến người ta không thể tùy tiện nghi ngờ mức độ chân thực của tiên tri đáng sợ này vậy rốt cuộc là thảm họa nào có thể đột nhiên làm thay đổi một khu vực địa hình rộng lớn như vậy sách tiên tri có tiết lộ những bí mật nào giúp chúng ta vượt qua tai họa không sau khi giấc mơ về sự qua đời của ca sĩ fadi trở thành sự thật những giấc mơ của tatsuki lại tiếp tục thực sự xảy ra và ngày càng diễn ra giấc mơ tiên tri cũng đều đúng là ngày xảy ra sự kiện thật Ví dụ, ngày 31 tháng 8 năm 1992, cô mơ mình tới một hoàng cung ở châu Âu. Tại đó có một hành lang rất dài. Cuối hành lang có cho một bức tranh vẽ một người phụ nữ tóc vàng đang bế một bé trai. Trên đó có dòng chữ Diana. Năm năm sau, đúng vào ngày cô có giấc mơ đó, ngày 31 tháng 8, công nương Diana đột ngột qua đời sau một tai nạn xe hơi. Ngoài công nương Diana, giấc mơ của Tatsuki còn dự báo trước cái chết của ca sĩ Nhật Bản Osaki Toshi. Ca sĩ này cũng qua đời vào 10 năm sau đúng ngày Tatsuki có giấc mơ đó. Thời gian các giấc mơ của Tatsuki ứng nghiệm có một quy luật kỳ lạ, đó là sau 5 năm, 10 năm của ngày cô có giấc mơ, nó sẽ thành sự thật trùng vào ngày đó. Nếu như nó không ứng nghiệm thì sẽ có dài 15 năm sau. Tuy nhiên, điều này cũng không tuyệt đối. Trong một số giấc mơ báo trước tương lai, Tatsuki có thể nhìn thấy rõ ràng thời gian và sự việc sẽ xảy ra Chẳng hạn như vào ngày 2 tháng 1 năm 1995, cô lại mơ thấy ông lão hiền từ thân thuộc. Ông lão đưa cô tới một trái đất bị nứt tách ra, còn cho cô thấy thời gian cụ thể. Sau khi tỉnh dậy, Tatsuki lập tức đã viết dòng này. 15 ngày hoặc 15 năm sau, cô B sẽ bị nứt tách. 15 ngày sau, vào ngày 17 tháng 1 năm 1995, động đất cô B quả thực nứt tách. Đây chính là trận động đất lớn Hanshin Sáng ngày hôm đó, vào lúc 5 giờ 46 phút, khu vực Kobe của Nhật Bản phát sinh đại địa chấn với quy mô 7,3 độ Richter. Đây là trận động đất quy mô lớn nhất kể từ đại thảm họa động đất lớn Kanto năm 1923. Khi đó, Kobe là một đô thị lớn của Nhật Bản. Với mật độ dân số đông, trận động đất năm đó đã khiến hơn 6.000 người thiệt mạng, hơn 40.000 người bị thương, hơn 60.000 ngôi nhà bị tổn hại, kinh tế bị tổn thất 10.000 tỷ yên. Tatsuki cho biết đã phải gánh chịu áp lực rất lớn khi công bố những giấc mơ tiên tri của mình. Cô cũng rất xin lỗi vì không thể cung cấp năm cụ thể và thông tin chi tiết. Nhưng khi đã nghĩ tới thông tin này có thể cứu người, đã không do dự công bố chúng và không quan tâm dù có bị xem như kẻ mất trí. Một số giấc mơ tiên tri của Tatsuki đã ứng nghiệm trước khi cuốn sách của cô xuất bản năm 1999. Vì thế, không tránh khỏi có người hoài nghi rằng liệu có phải chúng được thêm vào sau này không, nhưng đa phần các lời tiên tri trở thành sự thật sau khi cuốn sách được xuất bản nên nó cũng khiến nhiều người cảm thấy thuyết phục. Nhiều giấc mơ tiên tri nối tiếp nhau đó làm Tatsuki tin vào khả năng tiên tri của mình. Ban đầu cô rất do dự nhưng sau đó nhận ra rằng thay vì bối rối thì tốt nhất là chia sẻ giấc mơ của mình để những người muốn tin có sự lựa chọn. Vì thế cuốn truyện tranh của cô đã được xuất bản. Điều đáng chú ý là sau khi cuốn sách của cô xuất hiện, Tatsuki đã quyết định rút khỏi lĩnh vực truyện tranh, không xuất bản bất kỳ chuyện nào nữa. Tới sau trận động đất vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, mặc dù cô đột nhiên nổi tiếng nhưng cũng không hề muốn xuất hiện trở lại. Cho đến giấc mơ năm nay, Tatsuki cảm thấy cần tái bản cuốn sách để thức tỉnh mọi người về những sự kiện trọng đại sắp xảy ra trong tương lai. Trong cuốn Tương lai mà tôi nhìn thấy mới xuất bản vừa qua, điều Tatsuki mong muốn nói với chúng ta chính là giấc mơ mới nhất của cô đề cập ở trên. Cô nói rằng những năm 90 của thế kỷ trước, cô từng được tới Ấn Độ và lần đó cô đã có một giấc mơ mình đi qua Thái Bình Dương ở phía nam Nhật Bản. Nhìn ra biển từ khóc nhìn vệ tinh mới đầu mặt nước biển trông rất yên bình. Nhưng không lâu sau, cô phát hiện ra không hiểu sao mặt nước liên tục nổi lên bong bóng giống như bát nước nấu sôi. Cô nhìn chăm chăm vào những bong bóng trên mặt biển và thầm hỏi lẽ nào là núi lửa ngầm phun trào nhưng trong chốc lát cô đã tỉnh giấc vì trong giấc mơ tatsuki không nhìn thấy gì khác ngoài bong bóng ở mặt biển nên giấc mơ này không được đưa vào cuốn truyện tranh bản đầu tiên không ngờ vào 4 giờ sáng ngày mùng 5 tháng 7 năm 2021, Tatsuki đột nhiên tỉnh mộng hóa ra. Cô vừa quay lại cảnh trong giấc mơ của 22 năm trước, nhưng cảnh trong giấc mơ lần này có phần đáng sợ hơn trong mơ, nước biển không ngừng nổi bong bóng, hơn nữa, ở bên trái mặt biển có hai con rồng khổng lồ tiến đến trung tâm của bong bóng. Dần dần bong bóng nổi lên càng lúc càng nhiều, mực nước biển ngày càng dâng lên. Sau đó, một trận sóng thần khổng lồ lớn gấp 3 trận đại địa chấn năm 2011 từ khắp mọi hướng xông thẳng vào đất liền, nhấn chìm 1/3 diện tích của Nhật Bản. Theo kỷ lục chính thức của Nhật địa chấn ngày 11 tháng 3 năm 2011 đã kích hoạt trận sóng thần cao 10 mét. Một số nơi còn đo được mức sóng cao tới 40 mét. Nếu như giấc mơ của Tatsuki thực sự xảy ra, trận sóng thần đáng sợ đó có thể cao từ 30 đến 120 mét, tương đương với tòa nhà cao 10 đến 40 tầng. Quả thực, khó tưởng tượng nổi sức tàn phá của nó. Chiều cao của sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004 gây chấn động thế giới từ 15 đến 54 mét. Tatsuki tiếp tục mô tả, khi sóng thần khủng khiếp dâng trào, cô nhìn thấy một lục địa mới nổi lên từ đáy biển và lục địa này nối Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Philippines thành một khối. Có thể nói đại thảm họa trong mơ của họa sĩ Tatsuki khiến bản khối đại lục xảy ra biến động lớn và rất đáng sợ. Sau khi tỉnh mộng, tâm tư của Tatsuki mãi không bình ổn được và đã quyết định tái bản cuốn truyện tranh tiên tri của mình cô đã vẽ bức tranh minh họa cho giấc mơ mới này của mình. Bức tranh phân thành ba phần, phần đầu mô tả lớp vỏ dưới biển không ngừng rung chuyển. Đây chính là nơi xuất hiện những bong bóng như nước sôi với hai con rồng khổng lồ bên cạnh. Phần thứ hai mô tả cơn sóng thần khổng lồ trộn đầy bùn đất ập vào vùng đất liền và có ghi chú ở dưới rằng một phần ba diện tích đất sẽ bị nhấn chìm. Điều khiến mọi người cảm thấy bất an là Tatsuki dùng chữ in đậm để viết chú thích cho hình ảnh minh họa. Phần thứ ba trong bức tranh là đại lục mới từ dưới đáy biển dâng lên nối Đài Loan, Nhật Bản, Hồng Kông, Philippines thành một khối. Ngoài những bức tranh đáng sợ này, trong giấc mơ, Tatsuki còn nhìn thấy chính xác ngày mà thảm họa xảy ra là ngày 5 tháng 7 năm 2005. Hơn nữa, cô còn chắc chắn rằng sẽ nói đến vào buổi sáng ngày hôm đó. Nhưng khi cô trải qua giấc mơ dự báo tương lai đáng sợ này, trước thời khắc tỉnh dậy, cô đột nhiên nhìn thấy một thế giới mới với sức sống tràn tre, sinh cơ bừng bừng. Đây cũng chính là nguyên nhân ở trang bìa cuốn sách mới tái bản năm nay của cô. Hình ảnh bé gái không còn rơi nước mắt nữa, đó là điểm báo gì? Từ xưa đến nay, rất nhiều các tiên tri nổi tiếng, đặc biệt trong ba tiên tri lớn của bậc thần cơ diệu toán, Lưu Ba Ôn đều cùng chỉ ra rằng từ năm 2020 tới năm 2025, 6 năm này sẽ là đại kiếp của nhân loại. Trong khoảng thời gian này sẽ có đủ các loại tai nạn, thảm họa từ trên trời giáng xuống và một lượng lớn nhân loại sẽ bị đào thải. Từ năm 2026 trở đi sẽ mở ra một vũ trụ hoàn toàn mới, văn minh mới, kỷ nguyên mới. Những người có thể bình an vượt qua kiếp nạn sẽ tiếp nhận vào vũ trụ mới, kỷ nguyên mới, hạnh phúc và tuyệt đẹp, không gì sánh nổi. Với sự chỉ dạy của bậc thánh nhân cứu giúp, nhân loại bình an bước tới tương lai, sẽ khôi phục lại truyền thống đạo đức. Khi đó, đạo đức của nhân loại sẽ cao hơn cả thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử. Con người sẽ sinh sống hạnh phúc vô cùng. Nếu quý vị thấy video này mang ý nghĩa, xin vui lòng bấm nút like và chia sẻ với bạn bè để họ cũng được biết và cùng chia sẻ. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.